Vâng, em kính thưa thầy chủ tọa đoàn, thưa thầy Tuấn và thưa cô Hạnh, thưa các quý vị đồng nghiệp. Thì hôm nay là em rất vui mừng được tham dự cái hội hô hấp Việt Nam. Thì cái chương trình mà Candida trong ICU thì chắc các thầy các cô các anh chị thì cũng đã thường xuyên là chúng ta cũng thường xuyên gặp đến. Tuy nhiên là trong cái nội dung này thì việc điều trị thì em cũng lướt qua vấn đề về dịch tễ, về cái tiêu chuẩn chẩn đoán và cái quan trọng phần điều trị. Cái điều trị này thì năm nay 2020 thì hồi sức cấp cứu chống độc Việt Nam và hội hô hấp đã cập nhật lại cái guideline viết từ năm 2016 về cập nhật các cái viêm phổi thở máy và viêm phổi bệnh viện cũng như là cái cập nhật về cái điều trị nấm. Thì trong cái phần điều trị thì sau em sẽ báo cáo. Thì trước hết là để đi ra một cái vấn đề về điều trị nhiễm nấm xâm lấn thì em xin đưa ra một cái tình huống lâm sàng. Cái này nó rất hay gặp ở đối với tất cả các thầy thuốc của chúng ta. Thì chúng ta lựa chọn như thế nào? Đây là một bệnh nhân nữ 42 tuổi. Cô này vào viện vì đau ngực, sốt và sau đấy là rối loạn nhịp ngừng tim. Rối loạn nhịp liên tục và ngừng tim. Thì khởi đầu vì bệnh nhân lớn tuổi nên là người ta nghĩ đến là đây có thể là mạch vành và đã chụp mạch vành. Và sau đấy thì rất nhiều lần sốc điện và các thứ để được đi chụp mạch vành như bệnh nhân mạch vành bình thường. Bệnh nhân được chuyển đến khoa hồi sức tích cực với một cái chẩn đoán là sốc tim do viêm cơ tim cấp có biến chứng ngừng tuần hoàn. Tuy nhiên là trường hợp này cũng cực kỳ thú vị là vì lên khoa hồi sức tích cực thì anh chồng một mặt đòi xin về con là không thể, và bác sĩ thì cũng đã ký hồ sơ cho bệnh nhân về rồi, vì một trong cái là vì chúng ta muốn điều trị cho bệnh nhân thì chúng ta phải rất nhiều cái chi phí. Thì trong bệnh nhiễm nấm thì chúng ta cũng nói về đến một vấn đề gọi là chi phí trong điều trị. Thế thì họ không có chi phí thì bác sĩ phải đứng ra bảo lãnh để cho điều trị cho bệnh nhân. Và chúng tôi mấy anh em đã đưa lên bệnh nhân để làm ECMO. Tuy nhiên là khi mà vào thì mới Glasgow có 6 điểm nội đặt nội quản rồi, với thuốc vận mạch thì liều rất cao, nhịp nhanh thất liên tục và vừa phải ép tim, cứ vào đến ép tim 2-3 lần trong. Thì bệnh nhân sau đấy được quyết định là làm tim phổi nhân tạo. Và tại thời điểm làm tim phổi nhân tạo thì đến ngày đây là cái máy hệ thống tim phổi nhân tạo, cũng là chúng ta có rất nhiều cái xâm lấn ngoài tim phổi nhân tạo thì chúng ta còn xâm lấn qua cái lọc máu liên tục rồi các cái KTT tĩnh mạch, KTT động mạch để theo dõi, chứ còn là cái nguy cơ nhiễm nấm nó sẽ tăng lên. Thì bệnh nhân này ngày thứ hai thì bệnh nhân vẫn còn tình trạng suy đa tạng và huyết áp thì không có chênh huyết áp, nó chỉ có huyết áp trung bình thôi. Và sau đấy thì bệnh nhân được lọc máu liên tục nữa. Đây là thêm một cái nguy cơ của vấn đề khi chúng ta tính đến chuyện nguy cơ nhiễm nấm. Và đến bệnh nhân ngày thứ ba thì sau đấy thì bệnh nhân có kích thích, có siêu âm tim thì có cải thiện một chút. Đến ngày thứ năm thì cai được ECMO, mặc dù cai được ECMO nhưng Glasgow không chưa có cải thiện, bệnh nhân chưa tỉnh hoàn toàn nên là gia đình cũng lại thêm một lần nữa đã xin về. Nên là rất nhiều lần bác sĩ lại phải đối, và họ đang còn thậm chí họ đang kiện, họ bảo là gì, tại hôm nọ ông hứa là ông xin tiền cho tôi, bây giờ tôi xin về tôi không điều trị nữa, bây giờ tiền đấy ở đâu ra, bây giờ tiền đấy đâu rồi. Họ đấy là những tình huống. Thế thì bệnh nhân này được điều trị đến ngày thứ 3, thứ 5 thì các anh chị đấy là các quý thầy cô thấy là bệnh nhân vẫn sốt, thế thì cho thêm vancomycin meronem, đã đến 5 ngày rồi bệnh nhân vẫn sốt, các cái can thiệp rất nhiều. Và đến ngày thứ 7 thì bệnh nhân liên tục, và sau đấy cho coi như là trong hồi sức tích cực. Thì một trong cái mà thầy Tuấn vẫn hay nhắc là các ông làm ECMO thế nào mà để cho bệnh nhân bị nhiễm khuẩn bệnh viện nhiều thế, các ông phải chịu là đấy. Thế thì có người anh em cũng là rất là hoảng vì tất cả những mỗi lần cân nhắc làm colistin các thứ, nhưng tuy nhiên là trong tình huống này chúng ta thấy là procalcitonin thì có xu hướng giảm nên là nó chúng ta xem xét như một cái nhiễm khuẩn bệnh viện. Thì vì ở đây là yếu tố nguy cơ cao là viêm phổi thở máy, vì X quang bệnh nhân phù phổi chúng ta không phân biệt đây là trong trường hợp này là có lẫn vào viêm hay không, và bệnh nhân sốt này chúng ta gọi cũng như là một cái giải pháp là bệnh nhân là còn không còn nước nào để chạy nữa. Thế cuối cùng là bác sĩ táo hỏa đi là cho thêm colistin, và rất nhiều lần thầy Tuấn đã nhắc cái việc này. Thế thì đến tiếp tục tới ngày thứ 7, thứ 8, là sau 2 ngày sau thì bệnh nhân vẫn không hết sốt. Và cái câu hỏi đặt ra là chúng ta có cho thuốc chống nấm hay không? Và bệnh nhân này căn cứ vào cái gì để cho thuốc chống nấm? Thì đây là một cái câu hỏi rất thường gặp đối với các thầy thuốc lâm sàng. Và chúng ta thường xuyên chúng ta phải đối mặt với cái chuyện như thế, đúng không ạ? Thế thì tiếp theo thì chúng ta sẽ tính đến, thế nếu mà tính theo điểm Candida score, thì chúng ta biết là nếu điểm Candida score của chúng ta thì chúng ta thấy nếu Candida score thấp thì có cái giá trị tiên lượng nó gọi là không có nhiễm nấm thì nó cao hơn, chứ còn nếu Candida score cao, nó là trên 3 điểm thì rất nhiều bệnh nhân chấm, và bệnh nhân này chấm thì chắc chắn là Candida score là tên. Và sau đấy bảng điểm thứ hai mà cái tác giả là Ostrowski và cộng sự đưa ra một cái điểm như liên quan đến các như điều trị thuốc kháng sinh toàn thân, đặt KTT trung tâm, dinh dưỡng toàn thân, lọc máu và trải qua phẫu thuật lớn và viêm tụy cấp dùng corticoid. Đó là tất cả những cái này để khi chúng ta thấy là bệnh nhân này của chúng ta đang có nguy cơ thì tí nữa chúng ta nói tiếp về cái vấn đề sau đấy. Và bệnh nhân này được cho fluconazole. Thì câu hỏi thứ hai là cho fluconazole trong thời điểm này chúng ta bắt đầu bằng điều trị kháng sinh, đây là kháng nấm theo kinh nghiệm, bằng fluconazole có hợp lý hay không? Thì đấy cũng là một cái mà chúng ta khi mà tất cả các người
tất cả thầy thuốc chúng ta bao giờ thấy. Và chúng ta tại sao chúng ta lại phải cho fluconazole mà tại sao chúng ta không dám cho thứ khác mà cho nó phù hợp hơn? Thế thì IDSA năm 2016 thì cái guideline này cũng đã được Hội Hô hấp và Hội Hô hấp Việt Nam và Hội Hồi sức cấp cứu chống độc Việt Nam các thầy tham khảo và đã viết ra cái guideline của Việt Nam năm 2016 và năm 2020. Thì kinh nghiệm ban đầu thì cho cái nhóm nhiễm candida máu thì chúng ta sẽ cho enchinocardine và sau đấy đối với các bệnh nhân trong hồi sức. Tuy nhiên sau đấy thì chúng ta mới gọi liệu pháp thay thế là chúng ta fluconazole. Thì trong trường hợp này tại sao chúng ta lại cho như thế? Thì một trong cái lý do mà chúng ta cho như thế đây là trong thông tư 30. Thì chúng ta nếu mà trong thông tư 30 có là gì? Nếu mà bệnh nhân cho điều trị nấm theo kinh nghiệm, nấm xâm lấn theo kinh nghiệm đây thì chúng ta thấy là nếu nguy cơ cao bệnh nhân có sốt có giảm bạch cầu thì đối chiếu bệnh nhân này chưa có tiêu chuẩn để chúng ta chẩn đoán là chắc chắn là nhiễm nấm xâm lấn. Và chúng ta thứ hai nữa là bệnh nhân này không có giảm bạch cầu. Thế thì nếu mà cho như này thì nguy cơ chính là cũng bảo hiểm. Thế thì chính vì vậy nên là cũng may rất may mắn là em vừa được biết là thầy Tuấn bảo là mai là Bộ Y tế thông qua cái hướng dẫn về chẩn đoán về điều trị nấm. Thì ngoài cái vấn đề về chuyên môn thì nó còn vấn đề thứ hai là vấn đề về bảo hiểm cho người thầy thuốc hoặc chúng ta quyết định như thế nào. Thì tiếp tục thì bệnh nhân này đến ngày thứ 7 thứ 8 đó là cấy trong 3 ngày sau thì kết quả bệnh nhân vẫn không hết sốt, bệnh nhân vẫn sốt cao liên tục. Và đến ngày thứ 12 thì bệnh nhân cấy ra Candida krusei. Thì cái Candida krusei này thì tên kháng sinh đồ của nhân nấm thì nó nhạy cảm với amphotericin B, nhạy cảm với voriconazole, nhạy cảm với casoprolin và micafungin. Thì chúng ta thấy là rất là nhiều thứ và người ta không làm với cái nhóm azole. Và đến này trong trường hợp đấy thì sau đấy thì bệnh nhân đã được đổi thành nhóm canxidat, casoprolin và đến từ ngày 12 coi là sau 5 ngày và đến ngày thứ 6 thì bệnh nhân hết sốt. Cấy lại thì bệnh nhân đã âm tính, coi là chúng ta thấy. Nếu chúng ta cho thức trong nấm thì ít nhất là có gì đấy chúng ta đã lãng phí từ khoảng 10 ngày. Nếu mà tính ra lật lại vấn đề thì chúng ta đã lãng phí từ ngày thứ 7 thứ 8 là bệnh nhân đã sốt liên tục. Và chúng ta thấy là nếu mà như thế này thì chúng ta đã có nguy cơ là chúng ta đã lãng phí 10 ngày. Nhưng may mắn có thể là cô ấy đang còn có cơ hội để chúng ta. Thế thì cái việc mà điều trị nhiễm nấm thì nó không hề đơn giản một chút nào cả. Và tại sao lại chúng ta phải quan tâm đến nấm xâm lấn trong ICU? Thì cái Candida và Aspergillus là hai căn nguyên đứng hàng đầu trong các cái căn nguyên gây ra nhiễm nấm xâm lấn ở trong ICU. Thì trong đấy Candida chiếm chủ yếu và sau đấy đến Aspergillus. Thì như thầy Tuấn và cô Hạnh đã trình bày, Candida và Aspergillus ở bệnh viện Bạch Mai thì nó có rất nhiều thứ và trong đấy thì rất nhiều bệnh nhân COPD co thắt liên tục không làm thế nào để cắt được. Thế thì tiếp theo là các nguyên nhân thứ hai là Candida là một trong những nguyên nhân nhiễm trùng máu đứng hàng thứ tư và đặc biệt là Candida albicans là chúng ta thấy phổ biến nhất. Ngoài ra các cái chủng Candida khác, trong những năm gần đây thì tỷ lệ mắc Candida thì nó đã gia tăng gấp 5 lần so với thập kỷ vừa rồi và các nước đang phát triển thì có xu hướng tăng nhiều hơn so với các nước là phát triển và chủ yếu là liên quan đến trong hồi sức. Đấy là một trong vấn đề nhức nhối trong hồi sức và tỷ lệ tử vong lên 60%. Đấy là chúng ta mặc dù chúng ta điều trị các biện pháp tích cực nhưng tỷ lệ tử vong cao. Ở các nước trên thế giới như Brazil, Pakistan và một số nước người ta có số liệu thì người ta thấy là cái tỷ lệ mắc là 15 đến 21 trên 100.000 người và thấy là cái gánh nặng về mặt tài chính nó cũng không hề nhỏ một chút nào cả. Thế thì tương tự như thế, ở Việt Nam thì chúng ta không có các cái dữ liệu về tỷ lệ mắc, tuy nhiên là chúng thấy là người ta cũng đưa ra trong một cái nghiên cứu thì người ta công bố thì thấy là 5 trên 100.000 người và cái về mặt chi phí y tế cho trường hợp này như là chúng ta cũng không có dữ liệu cụ thể. Và tiếp tục là chúng ta thấy các nước như tiên tiến như là ở trên toàn châu Á thì cái tỷ lệ nhiễm Candida thì cái khoảng 14 trên 100.000 người nhập viện. Tuy nhiên ở Mỹ thì chỉ có 2,4 thôi, có nghĩa là chúng ta cao hơn rất nhiều so với các nước châu Á thì nói chung là cao hơn rất nhiều so với các nước mà đang nước phát triển. Và cái tỷ lệ này ở các nước như là Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ và các nước phát triển thì cái tỷ lệ tử vong gần như nhau. Chúng ta thấy rõ ràng là gì? Có một cái gì đấy mặc dù các nước phát triển tốt nhưng mà điều trị, tức là chúng ta chẩn đoán tỷ lệ mắc của chúng ta cao hơn. Nhưng mà ở các nước phát triển thì tỷ lệ mắc của người ta mặc dù thấp hơn nhưng mà mặc dù có nhiều tiến bộ về mặt điều trị nhưng mà cái tỷ lệ mà bệnh nhân tử vong vẫn còn rất là cao. Ở các cái chủng Candida thì chúng ta đã biết là Candida albicans chiếm chủ yếu. Tất cả các Candida albicans theo các báo cáo thì đều chiếm chủ yếu. Ngoài ra thì các Candida glabrata, Candida parasinosis, Candida tropicalis và krusei thì có nghĩa là chúng ta có các cái 5 cái chủng chính mà chúng ta cần quan tâm. Ở Việt Nam cũng tương tự thế thì Candida thì chiếm các chủng Candida thì chiếm khoảng 7,8%, đó là gì? Nó sấp xỉ bằng khuẩn mủ xanh và hơn cả tụ cầu vàng ở Việt Nam. Đó là khi chúng ta các chủng phân lập cấy ở bệnh viện Bạch Mai ra. Và nếu kết quả tổng số các mẫu cấy dương tính thì thấy là có xu hướng là nó còn ngang bằng với khuẩn mủ xanh và cao hơn cả E. coli và cao tụ cầu trong những năm gần đây.
thì trong thế số các tropicalis, candiamin, căng và parasinergic. Về phân lập ở máu thì thấy là gì? Trong tổng số các cái mẫu máu dương tính thì candida chiếm khoảng 15%, tức là chiếm cao hơn cả E. coli và các cái tỷ tụ cầu vàng, hay là chúng ta còn. Thế thì cái này là một trong cái không hề gọi là ít mà nó là phổ biến. Thì tương tự như dịch ở bụng thì đấy là tỷ lệ phân lập của các cái chủng candida thì đấy là cũng khoảng 10%, cũng tương tự như các cái chủng E. coli. Về trong máu, trong nước tiểu thì một trong điều đặc biệt là chúng ta thấy là chúng ta rất gặp nhiễm candida trong nước tiểu rất nhiều, và chúng ta thường là gì, candida nó chiếm đến gần 50% các mẫu cái nước tiểu dương tính. Đây là một trong cái lý do mà chúng ta cần rất quan tâm, đó là chúng ta quan tâm tại sao phải rút KTT bằng quang, tại sao là chúng ta phải nguồn gốc ở đấy, thì chúng đấy là những lý do mà chúng ta lưu ý. Về mặt chẩn đoán candida xâm lấn thì các tiêu chuẩn mà chắc chắn là chẩn đoán chắc chắn candida xâm lấn đó là bệnh nhân có bằng chứng về mô bệnh học, cấy dịch vô khuẩn hoặc máu là có con nấm, cái là chúng ta gọi là chúng ta có bằng chứng chắc chắn. Và thứ hai là chúng ta chẩn đoán có khả năng là nhiễm nấm xâm lấn, thì chúng ta thấy là về mặt cơ, yếu tố cơ địa, bệnh nhân có yếu tố nguy cơ, về mặt lâm sàng có biểu hiện và xét nghiệm huyết thanh hoặc là PCR dương tính. Về mặt chẩn đoán có thể đó là bệnh nhân có thể nhiễm nấm xâm lấn, và yếu tố lâm sàng và yếu tố cơ địa của bệnh nhân nguy cơ. Thế thì candida là một thực sự là một thách thức đối với các cái nhà hồi sức, và vì lý do là gì, trong môi trường hồi sức thì chúng ta biết là bệnh nhân rất nặng, một nên là bỏng, với bệnh nhân các tổn thương đường tiêu hóa từ viêm tụy cấp là thường xuyên, là đấy là những khách hàng thường xuyên của các khoa hồi sức tích cực. Và chính vì vậy nên là chúng ta có rất nhiều cách can thiệp, chúng ta đặt cateter tĩnh mạch trung tâm, chúng ta đặt các cái đường để dinh dưỡng tĩnh mạch, chúng ta phẫu thuật các cái gọi là rất nhiều cách can thiệp. Thế thì trong một môi trường mà can thiệp nhiều như thế, cộng với là gì, chúng ta sử dụng kháng sinh rất nhiều, thì các chủng candida nó sẽ bùng lên, cũng như là trong môi trường chúng ta hiện nay là quá chật chội, và chúng ta lại thiết kế bệnh viện chúng ta cũng như môi trường ẩm thấp, thông khí, thông gió, và chúng ta số lượng bệnh nhân đông, vì nó tất cả những yếu tố đấy mà làm nên trên một cơ địa vật chủ, có là chúng ta biết là trên cơ địa người bệnh mà họ quá nhiều bệnh nền, cái giống như đợt Covid vừa rồi các thầy cô và các anh chị đều biết là quá nhiều bệnh nền thì tỷ lệ tử vong nó tăng lên, đó là chúng ta thấy là nặng thì chắc chắn là nguy cơ nhiễm nấm nhiều lên. Thế thì về mặt thách thức cũng là gì, nó dẫn đến là khi như thế nó làm cho candida nó bùng lên, nó gọi là nhiễm candida, và khi đấy thì có thể là nhiễm candida máu, và có thể nhiễm candida máu và nó lan lên các nơi, các tạng, ví dụ não rồi thần kinh, viêm nội tâm mạc, cũng như tương tự như là nó xâm lấn ở mô sâu. Thì trong điều trị thì ở trong về phân loại thể lâm sàng thì có 3 thể là thể nhiễm candida máu, nhiễm candida trong máu và có kèm theo xâm lấn mô sâu, và nhiễm candida có chỉ có xâm lấn mô sâu. Về mặt các cái can thiệp, về mặt các cái đưa ra các cái gợi ý để chúng ta làm thế nào để cho ta định hướng được candida, thì chúng ta thấy là có một số cái, ví dụ chúng ta cái chỉ số quần cư của candida thì cái giá trị âm tính, dự báo âm tính, nếu mà cái chúng ta dự báo âm tính này thì nó cao thì có nghĩa là gì, một trong cái là chúng ta không nghĩ đến nhiễm nếu mà chúng ta thấy là cái tỷ lệ nó dưới 0,5, thì tất cả các mẫu cấy candida mà chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà nó dương tính mà nó dưới 0,5%, dưới 5% ấy, thì chúng ta thấy nghĩ là cái này nó tỷ lệ quần cư nó thấp, thì có nghĩa là chỉ chúng ta có khả năng không nhiễm nấm. Và chúng ta hay dùng trong lâm sàng là chúng ta sử dụng candida score để yếu tố gợi ý, và chúng ta gợi ý khi mà bệnh nhân có nhiễm nấm hay không, thì cũng tương tự như cái ca lâm sàng lúc nãy thì chúng ta thấy là cái candida score chắc chắn là trên 2,5 điểm, nên bệnh nhân có yếu tố nguy cơ. Tiếp theo là chúng ta sử dụng cái quy tắc của Ossotsky, thì chúng ta thấy là bệnh nhân thở máy kéo dài, bệnh nhân đặt cateter tĩnh mạch trung tâm, bệnh nhân hoặc là khi bệnh nhân có kèm theo viêm tụy cấp, có sử dụng corticoid và có dinh dưỡng tĩnh mạch, có lọc máu, thì đấy là những cái yếu tố nguy cơ. Để thế là khi chúng ta thực hành lâm sàng thì chúng ta lưu ý những cái yếu tố nguy cơ đấy để chúng ta đánh giá bệnh nhân những nguy cơ nhiễm nấm hay không. Về mặt điều trị thì vì các điều trị như thế này, người ta sẽ có một số cái khái niệm, ví dụ là điều trị dự phòng. Thì khi nào thì chúng ta điều trị dự phòng đối với bệnh nhân có nguy cơ, vật chủ có nguy cơ cao, hay là bệnh nhân là điều trị theo kinh nghiệm, điều trị gọi là điều trị tấn công phủ đầu, và tiếp tục là điều trị gọi theo điều trị đích. Thế thì guideline 2020 của các thầy thì bỏ cái khái niệm tấn công phủ đầu. Tuy nhiên em cũng nói muốn trình bày một số cái về thế các chỉ số candida, chỉ số quần cư candida, thì theo các nghiên cứu này thì có các nghiên cứu năm 2002, 2004 và 2009 thì các tác giả thấy là có giá trị dự báo nhiễm nấm cao. Tuy nhiên là điều trị này thì nó giúp cho giảm cái tỷ lệ chắc chắn là bệnh nhân nhiễm candida. Tuy nhiên nó sẽ phải đối mặt với là gì, nó không cải thiện tỷ lệ tử vong và nó sẽ tăng nguy cơ kháng nấm của chúng ta lên. Đấy là những cái cần lưu ý. Thì còn trong một nghiên cứu khác thì người ta thấy là điều trị dự phòng thì nó không có cải thiện về tỷ lệ tử vong và thời gian nằm viện cũng như là cái sử dụng thuốc chống nấm. Thế chính vì vậy là nên là cái sử dụng các cái chỉ số candida, chỉ số quần cư candida thì nó không có cải thiện. Và sau đấy thì tiếp theo về vấn đề điều trị dự phòng, một cái nghiên cứu ở 96 cái nghiên cứu ở ICU hỗn hợp ở Anh, đó là các cái khoa hồi sức này giống hệt như khoa hồi sức ở bệnh viện Bạch Mai hay là bệnh viện Chợ Giấy, gọi là khoa hồi sức cả nội ngoại rồi
chúng ta cả 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 sản vào đấy. Thế thì thấy thấy là cái tỷ lệ mà nhiễm nấm chỉ có chiếm 0,6% thôi. Thế câu hỏi đặt ra là nếu mà với một cái tỷ lệ nhiễm chung 0,6% thế thì nó có xứng đáng để chúng ta điều trị một cái bệnh nhân là bị dự phòng không? Và câu hỏi là nếu mà chúng ta thì chúng ta chi rất nhiều chi phí vào trong đấy và các chi phí y tế ta tăng lên, cũng như là gì, là cái vấn đề về tăng cái nguy cơ gọi là kháng nấm. Và chúng ta thấy là nếu mà như thế, có nghĩa là bệnh nhân này chúng ta không dự phòng với bệnh nhân không có nhắm giảm bệnh cầu hạt. Trong nghiên cứu như thế người ta kết luận về điều trị theo kinh nghiệm thì điều trị theo kinh nghiệm người ta đầu tay thì bao giờ người ta điều trị cắt sâu phun ghin. Thì quay trở lại cái ca lâm sàng lúc trước thì chúng ta, vì chúng ta thấy là gì, bệnh nhân này không có giảm nhóm mà bệnh nhân có giảm cộng xin lỗi nhóm bệnh nhân không có giảm bệnh cầu hạt. Nếu mà điều trị theo kinh nghiệm là nếu mà bệnh nhân nhóm bệnh nhân không có giảm bệnh cầu hạt thì chúng ta điều trị đầu tay là giảm bệnh cầu hạt, điều trị đầu tay fluconazole. Còn nếu nhóm không có giảm bệnh cầu hạt thì chúng ta điều trị cắt sâu phun ghin. Và sau đấy thì khó khăn trong cái điều trị mà theo kinh nghiệm thì thấy là gì, biểu hiện lâm sàng nó không đặc hiệu và không phân biệt được nguyên nhân khác trong hồi sức và không có tiêu chuẩn để chẩn đoán xuống thang. Về điều trị theo kinh nghiệm thì các nghiên cứu như cả nghiên cứu intensive năm 2015, nghiên cứu empiricus năm 2016 thì các tác giả đều thấy là nó không có cải thiện tỷ lệ tử vong và không có tỷ lệ mắc của nhiễm nấm xâm lấn. Tuy nhiên là đối với cái nhóm mà sofa trên 8 điểm có là nhóm rất nặng ở trong hồi sức thì người ta thấy là cái tỷ lệ điều trị theo kinh nghiệm này nó có cải thiện tỷ lệ tử vong. Có là đối với nhóm mà chúng ta bệnh nhân nặng trong hồi sức thì chúng ta cân nhắc điều trị theo kinh nghiệm. Về điều trị phủ đầu, một cái khái niệm mà để ta căn cứ vào các cái xét nghiệm gọi là các cái tiêu chuẩn không nuôi cấy. Ví dụ beta galactomannan và galactomannan đây thì xét nghiệm bằng PCR thì nó giúp cho là gì, sử dụng thuốc chống nấm sớm cũng như tăng cái mức độ tránh cái điều trị quá mức. Tuy nhiên là hiện nay các nghiên cứu là chưa có cái điểm cắt phù hợp cho các cái nghiên cứu này và các cái nghiên cứu này ở Việt Nam cũng chưa triển khai nhiều. Ở trên thế giới thì năm 2009 có đưa ra khái niệm này, tuy nhiên là năm 2016 thì khái niệm này không được nhắc lại nữa. Và trong cái guideline của Canada năm thì họ thấy là năm 2010 thì người ta thấy là có đưa ra khái niệm này, tuy nhiên là họ không có khuyến cáo và họ vì do hiện nay chưa đủ bằng chứng. Về điều trị phủ đầu thì các tác giả đều nghiên cứu là fluconazole ban đầu, tức là ban đầu là điều trị bằng fluconazole. Về cũng tương tự như thế thì các tác giả rất nhiều các nghiên cứu thì các tác giả thấy là các như nghiên cứu của Ostrowski và nghiên cứu của Hudson thì thấy là căn cứ vào các tiêu chuẩn như là thời máy rồi các cái bệnh nhân đặt catheter có yếu tố nguy cơ và các tác giả cũng cho thấy là đối với nhóm mà bệnh nhân nhẹ thì cái điều trị phủ đầu nó không có tác dụng, không có cải thiện tiên lượng tử vong. Tuy nhiên đối với cái nhóm mà viết đây điều trị phủ đầu nó không có cải thiện tử vong so với cái nhóm nhóm điều trị giả dược. Và thấy là đối với các trường hợp mà nó thì nó sẽ giảm được cái khả năng mà bệnh nhân nhiễm nấm chắc chắn, đó là chúng ta điều trị phủ đầu thì nó giúp cho chúng ta điều trị giảm cái nguy cơ gọi là bệnh nhân nhiễm nấm. Tuy nhiên là nó không có cải thiện về cái mặt tiên lượng cuối cùng. Về kết luận của vấn đề điều trị phủ đầu là giảm cái tỷ lệ nhiễm nấm gọi là chắc chắn là chúng ta nhiễm nấm. Tuy nhiên nó giảm cả candida quần cư nữa và giảm tỷ lệ tử vong ở nhóm nặng, đó là nhóm có sofa trên 8 điểm. Về khó khăn nhất là hiện nay là điều trị phụ thuộc vào cái độ đặc hiệu và độ nhạy của xét nghiệm. Hiện nay rất nhiều các trung tâm chỉ chưa thực hiện được xét nghiệm. Ở bệnh viện Bạch Mai thì cũng ở phía Bắc thì có bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Medlat ở Vinmec, một số bệnh viện có thực hiện được kỹ thuật. Tuy nhiên là cái kỹ thuật này nó chưa được sử dụng phổ biến. Cái giá trị cut off của nó thì đang còn cần một cái nghiên cứu lớn để đưa vào. Thì hiện nay có một số các nghiên cứu thì họ đang tiến hành và các nghiên cứu này họ đang tiến hành để mục đích đưa ra các cái chẩn đoán về. Thì còn về vấn đề điều trị đặc hiệu là cái mà chúng ta đang quan tâm. Tuy nhiên là điều trị đặc hiệu thì nó có một cái bất lợi là chúng ta nó muộn quá. Về nếu mà chúng ta chờ đến khi đủ tiêu chuẩn chẩn đoán thì chúng ta thấy là chúng ta lại muộn quá và nguy cơ tử vong nó tăng lên, đặc biệt đối với bệnh nhân nặng trong hồi sức. Thì cái guideline năm 2020 gọi là cập nhật năm 2020, cái guideline này thì viết từ năm 2016 nhưng các thầy cập nhật năm 2020 thì các thầy đã quyết tâm là đưa vào để cho Bộ Y tế thông qua, tức là chúng ta sẽ có thêm một cái cơ sở pháp lý nữa để chúng ta thực hiện điều trị chống nấm. Và đối với các trường hợp như thế này, thì người ta sẽ phân trong cái guideline này sẽ phân là nhóm không có giảm bệnh cầu hạt, không có ghép tế bào gốc và có là bệnh nhân này nhóm gần như gọi là bình thường, chúng ta coi như là có điều kiện tương đối tốt. Thì lựa chọn hàng đầu là bệnh nhân này có liều nạp ban đầu là 70mg casoflurane và hoặc là micafungin hoặc là anidulafungin. Thế là lựa chọn thay thế là trong trường hợp chúng ta thay thế là bằng fluconazole đối với các trường hợp không nặng và có nhiễm candida mà không kháng fluconazole, không kháng cái nhóm azole. Thế hiện nay thì rất nhiều các mẫu candida chúng ta cấy được, tuy nhiên là cái mẫu kháng sinh đồ và cái kháng nấm gọi là nhóm kháng azole hiện nay thì các báo cáo cũng chưa kháng, tuy nhiên là nhiều trường hợp về lâm sàng chúng ta điều trị nó lại không có hiệu quả.
Cũng tương tự như trường hợp lúc nãy thì chúng ta thấy là cái nhóm azole chúng ta không làm kháng sinh đồ, có là chúng ta cũng không đánh giá được là bệnh nhân này có nguy cơ như thế không. Và lựa chọn khác là amphotericin B thì tất cả thuốc chống nấm thì cô Hạnh và thầy Cường cũng đã nói từ lúc trước. Thế thì nếu tiếp tục với nhóm không giảm bạch cầu hạt, không có ghép tế bào gốc thì các kháng nấm đồ với azole thì được cần chỉ định, gọi là cần được chỉ định cho tất cả các chủng candida mà phân lập được. Và kháng nấm đồ với encinocardin thì nên làm ở trước đó, ở đối với các trường hợp mà đã điều trị, bệnh nhân điều trị bằng encinocardin. Và đối với bệnh nhân nhiễm candida glabrata hoặc candida parasinosis thì có nghĩa là chúng ta phải cần phải làm kháng sinh đồ, gọi là tất cả các loại chống nấm. Thì riêng candida thì gần như là gọi là chỉ định tất cả các trường hợp để chúng ta phải có một cái cơ sở dữ liệu. Sau đấy thì không phải là một bệnh viện mà rất nhiều bệnh viện trong cả nước. Thì đối với nhóm không giảm bạch cầu hạt mà không có tế bào gốc thì khi xuống thang khi nào? Thì sau khi 7 ngày điều trị mà chúng ta thấy về mặt lâm sàng nó ổn định, bệnh nhân có candida nó nhạy cảm với fluconazole, có ví dụ candida albicans chẳng hạn như thế, thì chúng ta lúc đấy còn candida glabrata thì nó không nhạy cảm với cái nhóm azole. Thì sau đấy chúng ta cấy máu lại, mà sau khi cấy máu lại sau kết quả điều trị khởi đầu cũng là trong, thì chúng ta thấy là nấm âm tính thì có nghĩa là gì? Về mặt lâm sàng là chúng ta xuống thang được. Đối với các trường hợp nhiễm nấm mà candida glabrata thì nhạy cảm với nhóm fluconazole hoặc nhóm voriconazole thì liều cao fluconazole ngay từ đầu. Nên chúng ta sử dụng liều bắt đầu bằng 12mg kg cân nặng, sau đấy thì duy trì voriconazole từ 200 đến 300mg hoặc là 3 đến 4mg hai lần mỗi ngày. Cái nhóm amphotericin B thì khi nếu chúng ta bắt đầu bằng amphotericin B thì sau đấy chúng ta chuyển thành fluconazole trong 7 ngày, sau khi 7 ngày về mặt lâm sàng ổn định cũng tương tự như thế. Và đối với trường hợp nhiễm candida krusei thì chúng ta thấy là voriconazole điều trị hai lần mỗi ngày và cho sau khi đấy duy trì 200mg, đó là hai lần mỗi ngày trong, đó là thế thì chúng ta thấy là trường hợp như lúc nãy của chúng ta cái ca lâm sàng đấy thì bắt đầu bằng cái fluconazole, đó là điều trị theo kinh nghiệm có vẻ nó không phù hợp, sau đấy thì đã được đổi thành canxidat và cuối cùng là bệnh nhân đã được đổi thành cái nhóm fluconazole, voriconazole khi bệnh nhân ra viện, đó là khi xuống thang. Về trường hợp bệnh nhân có giảm bạch cầu hạt hoặc bệnh nhân ghép tế bào gốc thì cũng tương tự như thế, chúng ta bắt đầu bằng casofungin, micafungin và hoặc là anidulafungin. Tuy nhiên là thay thế thì chúng ta dẫn xuất bằng amphotericin B trước nếu bệnh nhân không có dung nạp với thuốc chống nấm khác. Còn một lựa chọn thay thế khác thì có thể ưu tiên là sau là cuối cùng là fluconazole trong trường hợp bệnh nhân không nặng và không nhiễm các cái kháng hoặc là candida kháng, có thể chúng ta thấy là fluconazole là một ưu tiên sau. Về xuống thang thì khi mà bệnh nhân ổn định thì chúng ta cho xuống thang bằng voriconazole hoặc là fluconazole. Đối với Cruzei thì encinocardin và dẫn xuất của amphotericin B sau đấy được duy trì bằng hoặc là voriconazole chuyển tinh được theo được khuyến cáo. Về điều trị xâm lấn candida, xâm lấn mô gọi là xâm lấn nội tạng thì đấy gan lách các tạng xâm lấn thì dẫn xuất ban đầu của ưu tiên ban đầu là amphotericin B và sau hoặc là casofungin, có thể là micafungin và fluconazole để điều trị duy trì, thì điều trị duy trì cho đến khi tổn thương cải thiện, đó là dựa vào chẩn đoán ảnh và các bệnh nhân có thường có thể và đến vài tháng và ngừng sớm thì nó có thể dẫn đến nguy cơ tái phát. Và các cái liệu pháp tế bào gốc và các bệnh nhân ghép tế bào gốc hóa trị liệu thì không nên trì hoãn hay là nên điều trị các thuốc chống nấm. Nhiễm candida trong ổ bụng thì đấy điều trị candida trong ổ bụng, có bệnh nhân có nguy cơ candida trong ổ bụng hoặc bằng chứng lâm sàng nhiễm vi khuẩn nhưng mà phẫu thuật ổ bụng hoặc dò hậu môn viêm tụy hoại tử, thì trong các trường hợp này thì nhiễm nấm bao gồm các kiểm soát cái nguồn lây và làm sạch ổ bụng. Thì chúng em cũng đã gặp một cái trường hợp một cái nhân viên ở trung tâm chống độc phải điều trị hơn 2 tháng mà có nhiễm trùng trong ổ bụng sau viêm tụy cấp. Và nhiễm candida viêm nội tâm mạc thì trong điều trị ban đầu cũng là amphotericin B cũng sau hoặc là encinocardin duy trì fluconazole hoặc voriconazole. Về điều trường hợp nhiễm candida cơ xương khớp thì fluconazole là điều trị ban đầu, sau đấy thì encinocardin hoặc micafungin và thay thế, nhưng mà một trong cái chú ý là tháo khớp hoặc dẫn lưu hoặc là tháo khớp giả trong tất cả trường hợp viêm khớp hoại tử, đây là cần chú ý. Về mặt điều trị nhiễm nấm nội tạng khác, ví dụ chúng ta thấy là nếu mà bệnh nhân có nhiễm nấm máu kèm theo nhiễm nội tạng thì chúng ta việc quan trọng nhất là chúng ta phải điều trị như nấm máu, và đối với nếu mà kèm theo xâm lấn ổ bụng thì cũng tương tự như thế, và nếu mà bệnh nhân có kèm theo viêm nấm nội tâm mạc thì chúng ta điều trị ban đầu như một cái nhiễm candida nội tâm mạc, và các điều trị kèm theo như là có nghĩa là chúng ta bao giờ chúng ta ưu tiên theo giống hệt như một cái nhiễm khuẩn candida máu. Về tất cả các cái trường hợp thì chúng ta thấy là đối với các một cái trường hợp mà bị nhiễm candida thì nhiễm nấm thì cái khó khăn nhất là chúng ta đều bắt đầu muộn, thường là chúng ta bắt đầu rất muộn và khi mà chúng ta bắt đầu được thì có thể là bệnh nhân đã tử vong hoặc là bệnh nhân, thế thì trong các nghiên cứu đều cho thấy là nghiên cứu nếu chúng ta bắt đầu muộn thì thường là cái tỷ lệ tử vong nó cao, nó tăng lên, và thấy là thì mặc dù chúng ta điều trị rất tích cực thì tỷ lệ tử vong cũng 4 đến 60%,
Thì đây là một cái trường hợp may mắn là bệnh nhân này thì gọi là sống được mà cấy được nó ra thì chúng ta có một kinh nghiệm hơn. Vâng, em xin cảm ơn ạ. Vâng, rất cảm ơn bác sĩ Phạm Thế Thạch đã cho chúng ta một bài tổng quan khá đầy đủ về nhiễm Candida máu. Mặc dù là yêu cầu là điều trị nhưng bác sĩ Thạch nói thêm cả phần chẩn đoán nữa. Nhưng chúng tôi cũng xin nói rõ hơn một chút, tức là về trong điều trị nhiễm nấm đấy thì nó có 4 bước điều trị. Một là điều trị dự phòng khi mà chúng ta có yếu tố nguy cơ cao. Hai là điều trị định hướng, tức là có yếu tố nguy cơ và có những bằng chứng nhiễm nấm trên xét nghiệm nhưng mà trên lâm sàng không có triệu chứng. Thứ ba là chúng ta sẽ điều trị kinh nghiệm khi mà chúng ta có triệu chứng lâm sàng kèm theo yếu tố nguy cơ và nếu có thêm bằng chứng nhiễm nấm thì càng tốt, và điều trị đích khi chúng ta chắc chắn có khẳng định là nhiễm nấm gì. Đấy. Thì trong hồi sức cấp cứu, trong hồi sức thì chúng ta sẽ điều trị nếu điều trị đích đặc hiệu là tốt nhất, còn nếu không thì chúng ta sẽ điều trị kinh nghiệm và phần lớn bệnh nhân sẽ phải điều trị kinh nghiệm. Về điều trị dự phòng thì ít khuyến cáo, chúng ta chỉ dự phòng khi mà bệnh nhân nằm ở những đơn vị ICU mà có cái tỷ lệ nhiễm nấm cao. Còn điều trị dự phòng chủ yếu là bên huyết học, người ta điều trị khi bệnh nhân có giảm bạch cầu do bệnh lý hoặc là trong quá trình điều trị. Và điều trị định hướng, tức là ở đây bác sĩ Thạch nói là điều trị phủ đầu đấy, thì khuyến cáo hiện nay là không có chỉ định điều trị định hướng ở trong hồi sức cấp cứu. Như vậy đối với các bác sĩ làm hồi sức thì chúng ta không đặt vấn đề điều trị định hướng ra, tức bệnh nhân có triệu chứng điều trị hoặc không có triệu chứng thì chúng ta sẽ không điều trị. Thì cái vấn đề điều trị phủ đầu, tức là preemptive, nó chỉ là lý thuyết và trong một số tình huống nào đó chứ không chỉ định một cách thường quy trong các khoa hồi sức. Tất nhiên trong tình huống cụ thể mà chúng ta chỉ định điều trị đấy thì lại gần giống như điều trị dự phòng hơn là chủ tâm điều trị định hướng. Thì chúng tôi xin nói rõ một chút để các bạn lưu ý. Chứ nếu không các bạn lại thấy bệnh nhân có nguy cơ rồi có một chút cái bằng chứng nhiễm nấm gián tiếp không khẳng định chắc chắn mà chúng ta điều trị ngay thì sẽ nhiều khi sẽ là quá mức, và chính cái điều trị mà quá mức đó sẽ gây ra cái kháng thuốc ở các cơ sở của chúng ta. Thì hiện nay cũng khá muộn rồi. Vâng ạ, đã quá giờ mất 10 phút, không biết các bạn có ai có ý định đặt câu hỏi không? Nhưng tôi nghĩ nếu mà các bạn có ý câu hỏi đặt ra thì xin đề nghị các bạn gửi qua email của ban tổ chức hoặc là email của chúng tôi, của hội. Thì chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp, hoặc là các bạn có thể xin số điện thoại của Phó Giáo sư Hạnh. Phó giáo sư Hạnh sẽ là đầu mối để trả lời câu hỏi của các bạn. Vì hiện nay là thời gian muộn rồi và tôi biết là các công ty đang chờ đưa các bạn đi dự tiệc tối. Thì tôi xin rất cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây đến giờ phút này. Và rất mong là chúng ta sẽ còn gặp nhau ở nhiều hội nghị khác của hội hô hấp, và cũng như xin phép là quảng cáo một chút là hội hồi sức của chúng tôi nữa. Vâng, thì câu hỏi các anh chị có thể gửi về email là hội hô hấp Hà Nội hội hô hấp Việt Nam a@gmail.com. Đấy. Thế và sau đấy thì có những cái phần liên quan đến thầy Tuấn, bác sĩ Thạch thì chúng tôi sẽ chuyển cho thầy Tuấn cũng như là cho bác sĩ Cường, phó sư Cường và cho bác sĩ Thạch. Xin cảm ơn thầy Tuấn và cảm ơn các anh các chị, cảm ơn bác sĩ Thạch. Chúc các anh các chị, các quý đại biểu một buổi tối rất là vui vẻ ở cái thành phố Ninh Bình xinh đẹp và nhiều các cái điểm du lịch, đúng không ạ? Xin cảm ơn.